Bất động sản ven đô Đồng Nai đang dần dần thay đổi rất nhiều, đặc biệt Long Thành và Nhân Trạch sẽ lên thành phố. Những năm vừa qua, theo thông tin của sân bay quốc tế Long Thành, bất động sản tại Long Thành đã lên giá một tầm cao mới và bây giờ giá bình quân ở Long Thành là từ 10 đến 30 triệu một mét vuông đất thổ cư. Cơ hội vàng, hôm nay Thành Lan muốn giới thiệu cho cô chú anh chị một bất động sản chỉ với 6 triệu 500 ngàn đồng một mét vuông thổ cư mà thôi, trực thuộc tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nằm trong dự án thung lũng xanh kế bên khu công nghiệp Long Thành và cách quốc lộ 51 chỉ 300m mà thôi. Dự án thung lũng xanh với tuyến đường thông luồng qua Tam An. Sau này chúng ta sẽ đón đầu được khu công nghệ cao Amata và đây là một vị trí rất là đẹp. Ở vị trí khu công nghiệp Long Thành sẽ có tuyến đường tỉnh lộ 771 đi qua. Lúc đó dự án này sẽ lên một tầm cao mới và hiện tại dự án này đã rất là thông thương, vị trí cực kỳ thuận lợi. Hiện tại Long Thành và Nhân Trạch đang thay đổi từng ngày, thay đổi về quy chế quản lý lên thành phố, thay đổi về cơ sở hạ tầng, mốc đường xá, và hiện tại chúng ta đang thấy rất nhiều mũi thi công diễn ra tại Long Thành và Nhân Trạch, đặc biệt là đại công trường sân bay quốc tế Long Thành cũng như cầu cảng Phước An và cầu Vành Đai 3, sắp tới sẽ có cầu cắt lái. Đây là cơ hội đầu tư vào thung lũng xanh để đón đầu khu công nghệ cao Amata và tuyến đường tỉnh lộ 771. Thành Lan đánh giá rất là cao dự án này. Nếu của chúng chị đang có nhu cầu đi đầu tư thì hãy đầu tư Long Thành và Nhân Trạch, hiện tại hai vị trí này đang phát triển rất là nhanh, cũng như là đang thay đổi về cơ chế quản lý, về tất cả các mốc giao thông và đầu tư công đón đầu để cô chú anh chị có thể nhân 2 nhân 3 lợi nhuận. Chỉ cần cô chú anh chị đi đầu tư, không cần am hiểu quá nhiều về bất động sản, mua không bị lừa, mua đúng giá thị trường thì đây là hai cái thị trường cô chú anh chị có thể nhân đôi trong vòng một chu kỳ bất động sản sắp tới. Và hiện tại hôm nay Thành Lan review bán bất động sản rẻ hơn 10 triệu đồng, đây là cơ hội vàng. Cô chú anh chị hãy nhanh tay liên hệ Thành Lan để chúng ta sở hữu được bất động sản này cô chú anh chị nhá. Thành Lan chuyên bất động sản Đồng Nai và cố vấn đầu tư, và đặc biệt là chuyên khu vực Long Thành và Nhân Trạch. Nếu cô chú anh chị đang có những thắc mắc về bất động sản cần được giải đáp thì cứ liên hệ Thành Lan. Cảm ơn và chào tạm biệt tất cả mọi người. Thành Lan chuyên review bất động sản thực tế và miễn phí cố vấn đầu tư.